Em Hoàng Tưởng xin được chào cả nhà nha. Thì hôm nay là chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày mùng 2 tháng 1 năm giáp thìn. Thì hôm nay là mùng 2 Tết. Đấy, em lên quay vải cập nhật cho cả nhà tình hình và biến động của năm 2024 về tất cả anh em làm vải là nó sẽ biến động như thế nào về năm nay là kinh tế năm 2024 này nó sẽ như thế nào về anh em làm vườn tất cả các loại cây ăn quả nói chung và cây vải nói riêng thì em chuyên sâu về cây vải thì là em sẽ nói về cây vải thôi. Đấy. Em chỉ nói được cây vải thôi, còn những cây khác nó không thuộc lĩnh vực của em. Là em không nói được. Đấy. Và năm nay là một năm mới. Đầu năm mới. Nhưng mà nó cái tình hình và anh em làm vải đấy sang 2024 gặp rất nhiều bất lợi. Từ những à, thời tiết này. Bây giờ những à, anh em làm lộc hai đa số đa phần là ra lộc. Trên 90% luôn. Đấy cả nhà nhá. 100 cây không nổi đến 10 cây ra à, hoa cả nhà. Đấy. Năm nay à, nó sẽ rất chỉ là khó khăn nhá. Năm 2024 đấy thì đầu năm thôi, nhưng mà em à, xin nói với cả nhà nhưng mà cả nhà đừng à, có nói em bảo là đầu năm nói thế này thôi thế kia nha nó dây dư từ à, cuối năm 2023 rồi cây à, theo em quay ấy, thì à, những vườn mà nó đã ra lộc từ trước rồi đấy cả nhà không phải là sang à, đầu năm thì mình nói chuyện đầu năm mới thì nó không hay ho về cái vải không phải là như vậy mà cái luật của tự nhiên của nó đã đi như vậy rồi năm nay nó như thế này này anh em làm lọc hai này nó điều bất lợi đầu tiên là cây vải làm lọc hai nó đã thiếu lọc rồi đấy cả nhà nhá cây vải lọc hai nó đã thiếu lọc rồi cộng với là mình khoanh là nó đã gặp một đợt mưa ở trong đầu tháng cuối tháng 9 đầu tháng 10 gặp một đợt mưa mà nước nó đã lên thân và tương tự À, vừa rồi thì nó lại có đợt không khí lạnh ấy nó mưa đủ nước khá là to xong là nó dẫn đến là cây vải nó chưa đến thời kỳ cây vải ra hoa là nó đến nó quá dư thừa nước và đến dẫn đến cây vải lộc hai này nó bị à, thiếu lộc và nó đẩy hoàn toàn lộc không có hoa nha cả nhà nha không có hoa đấy cây vải khoanh lục hai năm nay rất bất lợi đấy còn cây vải như em làm lộc ba đây cả nhà xem nhá đấy lá đủ rậm rạp này đấy đủ lá nhá đấy nhìn cây vải nó đủ lá rậm rạp từng từng lớp lớp nhưng mà đến thời điểm này thì nó vẫn còn im cả nhà nhá đấy nó chỉ nhú đầu này ra nhưng mà nó đến thời điểm này nó vẫn còn im chưa thấy gì đấy thì đợt này nó sẽ hôm nay ban ngày nó dao động từ 24 đến 26 độ rồi nhưng mà ban đêm thì nó vẫn lạnh 9 độ 10 độ nhá riêng hôm nay bắt đầu từ ngày mai là nó sẽ ấm lên ban đêm là nó sẽ rơi vào 13 độ đến 15 độ sang đến ngày kia là bắt đầu là nhiệt độ nó sẽ lên 17, 18 độ. Xong là vài hôm nữa là nó sẽ lên trên 20 độ nha. 20, 21 độ, 22 độ ban đêm ấy. Đấy. Thời tiết nó sẽ ấm. Và nó sẽ... Những cây này, lộc, lộc em của em làm đấy nó đầy đủ. Đấy, đầy đủ như vậy nhá Nếu mà đợt này ấy, thì mà nó ấm như vậy mà không ra là im, là câm nhưng mà đợt này ấy, thì nó sẽ bắt buộc nó phải ra nhá bởi vì đầu của nó đầu của nó có đầu báo rồi nhưng mà nó chẳng qua là đợt vừa rồi ấy là nó lạnh là nó không ra được thì cây vải là nó nhiều yếu tố như vậy này đấy nhiều bác là em có làm video nhiều bác cũng có kinh nghiệm vào là cũng à, bình luận một thứ nhất là em quay về cái vườn vải là gia lộc ấy nhiều bác bảo là vải thiếu lộc như vậy thì nó không ra hoa mà ra lộc là phải rồi đấy là yếu tố thứ nhất thì yếu tố thứ hai là năm nay bất lợi nó mưa đấy thì em nói rồi thì em quay cho cả nhà thì đây là như cây vải của em mà yếu tố nó đầy đủ yếu tố nhá lộc đủ này đấy lộc đủ em khoanh à, những lộc ba này em khoanh là cuối tháng 9, một số là em khoanh vào 16 tháng 9, một số là em khoanh vào 27 tháng 9. Là tỷ lệ ủ của nó là quá tốt rồi nha cả nhà nhá. Đầy đủ yếu tố nhá. Đấy yếu tố là khoanh trước này. Là một yếu tố này là nó ủ được lâu này. Thứ hai là cây vải đủ lọc này, lá đủ lọc lá là lá nó khác tự ủ. Đấy cả nhà phải hiểu như vậy. Thì năm nay anh em làm ấy là lọc cây vải thiếu lộc này là năm nay là không đạt này thì nhiều bác là có quay tỷ lệ vải ngọt năm nay ấy, thì là khoe hoa đấy thì em vào xem rồi những bác kia bỏ những cây vải ví dụ năm nay như cây vải này không sai thì các bác sang năm các bác chỉ lấy một đợt lộc thôi xong rồi các bác để đấy là nó trăm trăm ra hoa nhưng mà sau này quả nó không thành cả nhà phải hiểu như vậy mình bắt buộc mình phải tiệt đi. Đấy thì nó ra lộc thì sang năm sau thì quả nó mới đẹp được. Còn những bác khoe cái hoa đấy thì à, sau hoa là nó sẽ quả nó không đậu mấy. Có đậu thì quả cũng không thành. Đấy. Lại kia thì à, nhiều anh em làm vườn có kinh nghiệm thì anh em mà chỉ cần nhìn qua là biết rồi. Cây vải à, để gọi là coi như là bỏ hoang không trăm. Đấy thì nó ra hoa kiểu như vậy Còn à, về à, yếu tố Nhiều cái yếu tố năm nay Là sẽ nói em sẽ nói à, video nó hơi hơi dài nha cả nhà nha Mục đích là của em hôm nay là mùng 2 Tết Thì chủ yếu là anh em mình lên Nói chuyện à, Về à, biến động của 2024 về anh em làm vải thôi nhá thì em sẽ nói nó hơi sâu xa thì uh, hơi lâu thì anh em nó mới cảm nhận được hết về uh, cái vải biến động trong năm 2024. Đấy. Nhiều anh em mà uh, thất bại rồi. Thì em là em uh, như những video trước là em có nói là em dám khẳng định là chắc định là vườn em là năm nay sẽ nó phải trúng. Đấy. Thì đến thời điểm này là nó vẫn chưa ra nhá cả nhà nhá. Nó vẫn chưa ra. Đấy yếu tố của em là khoanh được trước này đấy khoanh được trước này là lọc lá rậm rạp này đầy đủ này không phải thiếu một cái gì rồi nhưng mà đến thời điểm này nó chưa ra đấy còn yếu tố là phun phun ức chế hay là phun ủ hoa ấy nhiều bác bảo là không phun ủ hoa đấy là vườn của em là vẫn chưa được ăn chứ phun ủ hoa là chưa được bắt buộc là phải phun ủ hoa đấy nhưng mà em là em không phun nhá là em khoanh để làm cái chế độ tự nhiên cả nhà em không phun đấy cả nhà phải hiểu như vậy đấy em làm mà làm cách đây được từ năm hai 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 mươi đổ về đây rồi thì là em làm theo công thức như vậy là nó để đạt à, hiệu quả rất là tốt như năm nay thì đến thời điểm này là nó vẫn chưa chưa có hiện tượng gì đấy này đầu ngọn này đấy cả nhà nhá Đấy, năm nay sẽ rất khó khăn nhá cả nhà nhá. Năm 2024 này ra 2025 này sẽ rất chi là khó khăn cho anh em làm vườn nhá. Đấy, rất chi là khó khăn luôn. Đấy, năm nay là nhiều nhiều anh em, nhiều vườn là năm nay coi như là mất trắng cả nhà nhá. Mất trắng, kể cả thanh hà cũng không được, vải u cũng không được. Mà đến vải ngọt thì càng à, càng thê thảm hơn đấy cả nhà. Đấy, vải ngọt càng thê thảm hơn vải ngọt càng không được đấy nhiều uh, tỷ lệ đến thời điểm này ấy, là nó phải mất mùa rơi vào thì em sẽ tính so đi bù lại nhá em không tính là gọi là tính là vải uh, vải uh, u này vải thanh hà này vải ngọt này ở trong huyện lục ngạn nhá em sẽ không tính là phân từng từng lớp từng lớp vải nhưng mà em sẽ tóm lại là so đi bù lại là cả cây vải u vải thanh hà và vải ngọt là em sẽ tính so đi bù lại là năm nay ngưỡng tính của nó nó chỉ đạt khoảng độ tầm 30 thôi cả nhà 30 đến 40 thôi gọi là cái vải thanh hà nó đạt 50 50 cái vải u thì có khả năng là nó nhìn hơn có thể là 6 70 phần cái vải thanh hà thì nó chỉ rơi vào khoảng 50 thôi nhưng mà cái vải ngọt này tỷ lệ cái vải ngọt này nó chiếm cái lượng vải đi rất nhiều nhá cả nhà nhá lượng vải nó cũng rất nhiều thì cây vải ngọt đấy, năm nay nó sẽ mất mùa đi đến là khoảng 80 đến 85%, đấy cả nhà phải hiểu như vậy. Cây vải ngọt đấy, cây vải ngọt năm nay nó sẽ mất mùa nặng như vậy. Nó chỉ được khoảng độ tầm 10 10% thôi. Đấy, 10 đến 15% được, được 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 vụ thôi nhá cả nhà nhá. Đấy, riêng cây vải ngọt năm nay nó là như vậy, nó chỉ được khoảng độ tầm 10 đến 15% thôi thì cây vải thanh hà với lại cây vải u thì nó kéo lại cây vải thanh hà với cây vải u đi xuống thì tỷ lệ của nó chỉ rơi vào à khoảng ba à mươi đến 40% thôi đấy cả nhà nha nó chỉ được như vậy thôi hầu như là mất mùa là riêng cây vải ngọt này là nặng nhất đấy nhưng mà tỷ lệ cây vải ngọt đấy thì nó lại chiếm đa số là cây vải ngọt này là chiếm tỷ lệ diên tiết diện tích là anh em làm vườn là nhiều nhất đấy anh em làm vải đấy ví dụ vải thanh hà như của em năm nay nó đạt là bảy 80 phần trăm nhưng mà cây vải thanh hà của em năm nay nó chỉ được khoảng 100 cây thôi cả nhà 100 cây thì những cây năm thứ tư năm thứ năm và những cây trên 10 năm thì so đi bù lại nó chỉ được khoảng độ tầm 4 4 đến 50 cân một cây thì bốn thì nó chỉ được khoảng độ tầm trừ đi hết đi thì nó chỉ được khoảng độ tầm 4 tấn thôi cả nhà trừ gọi là trừ trọt chi uh, gọi là trừ uh, người ta lùi cân lùi này lùi kia ý, nó chỉ được khoảng độ tầm 4 tấn thôi thì 4 tấn thì như cây vải ngọt nhà em chiếm tỷ lệ là nó hơn cây vải thanh hà rất nhiều nhưng mà đến thời điểm này cây vải của nhà em là nó chưa ra cả nhà nha có cây nó cũng chỉ báo thôi mà chưa ra đấy năm nay sẽ rất chi là khó khăn nhá cả nhà nha năm nay sẽ rất chi là khó khăn đây đấy năm 2024 nhá sẽ không biết là như thế nào anh em làm vườn thì đối với em ấy thì là vải thanh hà coi như là đã ổn rồi nhưng mà còn cây vải ngọt này ý, thì đến thời điểm này cũng chưa ổn đâu cả nhà nhá cũng chưa ổn đâu bởi vì đến thời điểm này nó chưa ra cả nhà thì có một số cái báo ấy thì nó không đáng kể thì gọi là em có xem qua từng cây một cả nhà nhá nhưng mà nó tỷ lệ đến thời điểm này là cũng chưa chưa hẳn thua đấy cả nhà phải hiểu như vậy nếu mà nó ấm trong 10 ngày tầm 10 ngày sau nó đến khoảng độ tầm mùng 10 đi cả nhà đợt này nó sẽ đến mùng 10 tháng riêng đi mùng 10 tháng 1 mùng 10 tháng riêng gọi là mùng 10 tháng riêng mùng 10 tháng một 1 âm lịch ấy sẽ nó sẽ biết nó phải biết như thế này. Nó phải biết này hết thì nó mới đạt được cả nhà nhá. Đấy. Thì có bác đã quay vải ngọt rồi, nó cái tỷ lệ ra à, hoa kiểu này này. Nhiều bác đã quay cái vải ngọt này ra hoa dài, nó phải dài như thế này rồi. Nó khoảng độ tầm 10 10 cm đến 12 cm rồi. Đấy, nhưng mà của em những cây mà em khoanh trước là những cây này là em khoanh trước đấy thì tháng tháng 9 đấy thì nó, nó mới thế này. Đấy, những cái bác mà vải nó bỏ hoang ấy thì là đó đã ra không phải là bỏ hoang mà các cái vải các bác không tỉa đấy. Đợt năm vừa rồi nó không sai. Nó, à, vườn của các bác không tỉa là nó ra dài. Đấy cả nhà nha. Thì nó nó ra dài năm vừa rồi không tỉa đấy thì cái của em tỉa làm lộc lá các kiểu này thì nó mới chỉ thế này thôi cả nhà đấy phải ngọt nhá mới chỉ như vậy thôi thì là năm nay sẽ tình hình sẽ rất khó khăn nhá em nghĩ là anh em làm vườn năm nay là càng khó khăn hơn nhá bởi vì năm 2023 đã là 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 khó khăn chung cả nước về nền kinh tế rồi cả nhà đấy về nền kinh tế rồi kinh tế thì người nông dân này thì năm nay ấy anh em làm vải nói riêng ấy, càng khó khăn hơn cả nhà năm nay càng khó khăn hơn nha bởi vì tỷ lệ cây vải năm nay là mất mùa đã là gọi là gần rõ 10 mươi rồi cả nhà gần rõ 10 mươi rồi nó chỉ còn là những cái vườn nào như những vườn em làm lộc ba chẳng hạn là nhiều một số anh em làm lộc ba thì làm lọc ba đấy nó chỉ chiếm tỷ lệ 30% mươi anh em làm lọc ba thôi đấy là ba mươi còn lại à, làm lọc hai đấy ra lọc hết rồi ba mươi anh em làm lọc ba à, này chưa thấy còn bốn mươi là những lọc hai dở dương lọc ba dở dương và lọc lông côm là không tính nhá cả nhà nhá đấy thì à, đến thời điểm này ấy, thì là coi như là cũng gọi là gần ngã ngũ rồi cả nhà tỷ lệ năm nay vải nó chỉ đạt à, khoảng à, 30 đến 40 phần trăm thôi tất cả các loại vải nhá so đi bù lại nó chỉ là như vậy đấy thì người nông dân làm vải ấy cả nhà rất chi là cực khổ nhá đấy thức khuy dậy sớm này làm à, để cho kịp chín 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 để đi bán này, này đỡ, làm sao đỡ tắc đường này như năm 2023 nghìn thì các bác biết rồi đi bán vải từ 1 giờ cơ 1 giờ đêm cơ rất chỉ là vất vả nhá cả nhà nhá nhưng mà anh em phải hiểu như này bây giờ ấy nó kinh tế nó cái nền kinh tế khó khăn chung ấy thì anh em ạ à, nó như vậy này cái gì nó cũng đánh vào cây vải của anh em mình làm nhá thứ nhất là về xe vận chuyển xe công này giá cũng lên này Đấy, thùng xốp cũng lên này đấy đá cũng lên này đấy. tiền công nhân làm cũng lên này bao nhiêu là gõ vào cây vải là phải mua cây quả vải rẻ thì họ đi làm mới có công đấy bao nhiêu là phải đánh tụt cây vải rẻ mà cây vải đắt lên ý, thì nó phải mất mùa nếu mà năm nay nó mất mùa đậm như vậy đấy mất mùa gọi là rất chi là đậm luôn không nói là thắng đậm nữa mà là đợt này thua đậm nha cả nhà nha. thua đậm luôn năm nay thì cây vải mà nó còn rẻ nó thì nhiều anh em sẽ phá vườn trồng keo đấy nhiều năm 2023 là nhiều anh em đã phá rồi phá trồng keo rồi thì đợt năm 2024 này thật là khó khăn nhá đấy kinh tế thật là khó khăn luôn thì em có làm video thì nhiều bác đã vào là bảo là người ta có tiền tiêu rồi nhiều tiền rồi. người ta không làm vải như anh em mình anh em mình đói thôi đấy người ta nói bảo là anh em mình đói thôi chứ còn người khác là người ta không đói đâu người ta không làm vải không đói đâu nhưng mà nói thật ra đấy thì làm cái gì làm thôi nó có hai mặt của nó đấy các bác cứ thấy người ta đi xe một tỷ bảo là người ta giàu chưa chắc nhá cả nhà nhá. Người ta đi xem 1 tỷ nhưng mà trong khi đó người ta nợ 10 tỷ cơ. Đấy cả nhà phải hiểu như vậy. Thì. À, theo các cụ ngày xưa nói. Thì à, cây to thì phải đục lỗ to. Cây bé thì đục lỗ bé. Mình là người nông dân. Mình đầu tư ít thì mình nợ ít. Còn người ta làm kinh doanh to. Người ta nợ nhiều. Đấy cả nhà phải hiểu như vậy. Đó là biến động của... À, À, kinh tế ấy, thì nó ảnh hưởng cái đợt covid đấy từ lúc đấy là suy si sụp hoàn toàn nha cả nhà nha Đến kinh tế suy si sụp hoàn toàn đấy cái gì nó không như vậy anh em nói là năm 2024 nhá nói cho anh em à, làm vải nhá năm nay sẽ rất chi là khó khăn cho anh em nhà vườn cả nhà rất chi là khó khăn Đấy, năm 2024 dự báo là anh em làm vải rất là khó khăn. Đấy. Vải đến thời điểm này nhiều anh em là vải ngọt đã mất hoàn toàn. Nói chung là mất hoàn toàn. Và nhiều anh em cũng là vải thanh hà hay là vải u đến vải ngọt mất hoàn toàn nhá. Năm nay à, lấy một quả về ăn còn khó cả nhà. Đấy, lấy một quả về ăn còn khó nhá, không phải là không phải là được đâu, mất hết. Gọi là vải giống vải gì cũng mất nhá đấy thì bắt đầu là em đi quay cho cả nhà là những cây của em khoanh lọc hai 12 cây khoanh lọc hai đến thời điểm này là nó cũng đã ra lộc nhé cả nhà nhé cũng đã ra lộc Đây đây cây lộc hai đây Đây, đầu này chưa thấy nhưng mà vừa nay em lên thăm đoạn dưới là đã ra lộc đây cái này cho thấy nha. Gọi là cây lộc hai năm nay làm rất khó này. Đấy. Các bác à, em quay cái cây vải mà nó lộc hai nhìn tán là nó khác hẳn với cây lộc ba nhá. Đấy. như cái này cây lộc ba này. Đấy như cây này cây lộc hai này, Đây. Nhìn nó thủng ngay, thủng leo phèo ngay. Đấy. Biến động kinh tế và anh em làm vườn Năm nay, đầu năm mới, nó đã như vậy rồi, cả nhà nha. Và nó gọi là cuối năm, nó cũng đã như vậy rồi. Nhiều anh em mà vườn, làm vườn, giả lọc hết, năm nay thất bại. Đấy, năm 2, cuối năm 2023, đầu năm 2024, là cây vải thất bại nha. Đấy, đây này, là cây lọc hai của em đấy nha, cả nhà nha. Đấy là cây này nó không đủ yếu tố là đủ lọc là cây thiếu lọc đấy là nhiều năm em cũng có khoanh cây lộc hai và được ăn khá nhiều năm nhưng mà năm nay không được này khoanh đầu kim này lá ủ ngà vàng này này lá này bản lá vẫn hơi vàng này đấy cả nhà xem này đấy lọc là lọc đấy anh em làm lọc hai là phải biết năm nay nó thất bại như thế nào Em mà em khoanh như vậy rồi lá ngả vàng đầy đủ rồi. Nhưng mà nó yếu tố của nó là yếu tố thằng này làm độc hai này là nó nó cây vải thiếu lọc cả nhà, phải hiểu như vậy là nó ra lọc là phải rồi. Mình phải chấp nhận thôi. Đấy. Ra lọc là phải rồi. Đây như như cây dưới này cũng phải. Đấy, cây này cũng phải. 8 cây à 11 cây trên kia hai cây, 2 cây rồi 8 10 trên đỉnh một cây nữa là 12 cây đấy ra lọc này đấy bác phải hiểu như vậy lại nó đã ra lọc kiểu này các bác có phun gì chuyển lọc thành hoa không có đâu nhiều anh em bây giờ nó vẫn tự tin là chuyển lọc thành hoa không biết là kiểu gì nữa chịu chịu mấy ông là vẫn vẫn đăng lên trên facebook vẫn chuyển lọc thành hoa thì chịu rồi nhiều nhà vườn người ta làm không được thì ra hết lộc vẫn chuyển lọc thành hoa đấy câu nói của năm cũ năm mới nó cũng như vậy thôi cả nhà Đấy cây vải lộc lộc hai nhá ra lộc hết không thay đấy coi như là đã mất rồi mất trắng nhá cả nhà nhá những cây này là nó không không có cọng không có cọng cọng hoa nào đâu ra lộc là lộc đấy Đấy, vườn của em nhá, lộc hai nhá. Những cây lộc hai ngày trước em có làm video khoanh mùng 3 tháng 9 đấy. Mùng 3 tháng 9 âm lịch ấy, năm 2023 đấy thì em làm video là em đã, đã đã quay cho cả nhà xem rồi. Đây này. Đấy. Này, lộc này. Đấy. thấy chưa? Những nay này còn im này. Đấy ra những cái này nó phải ra hoa nhưng mà nó không ra cả nhà, không ra đâu. Đấy những cây lục hai này đấy, thấy chưa đấy khanh đủ yếu tố như vậy nhưng mà nó còn thiếu mối là thiếu lá thôi cả nhà thiếu lá thôi yếu tố là khanh đủ ngả vàng rồi nhưng mà yếu tố của nó là yếu tố thiếu lá nhé cả nhà thiếu lá thiếu lục đấy cây lục hai này nhá đấy năm này khó khăn thật đấy nhưng cái bài thanh hà là không phải cái bài thanh hà là em làm là tầm này nó ra đặt rất là ok bảy tám mươi phần trăm rồi nhưng mà cái vải ngọt của em cái lộc ba chưa thấy này cái lộc hai này đấy lộc hai đấy khoanh là khoanh đầu ngọn đầu kim ấy nhá đầu kim ấy nhá đầu kim không thấy gì nhá đấy cả nhà thấy chưa cái lộc hai ra lộc hết rồi đấy này cái này nữa đây đấy, đấy nhiều anh em làm vườn trình độ cũng rất cao ăn ba bộ ba bốn năm liền nhưng mà làm cái lộc hai năm nay là phải bó tay đây không được đây họa hồn lắm là vườn nào năm ngoái mất mùa năm nay làm lộc hai có khả năng là được ăn chứ còn cây các bác cứ xài độ tầm hai ba năm liên tục xem các bác làm lộc hai là phịt ngay có năm nó sẽ bị phịt ngay bắt buộc mình phải làm lộc ba nhé cả nhà nhá đấy như lộc ba nó vẫn im này, này đấy lọc ba nó vẫn im này đấy chưa thấy nhá lọc ba nó im này. đấy cái bác phải hiểu như vậy năm nay khó khăn rồi khó khăn trồng chất khó khăn rồi cả nhà nhá đấy năm nay sang 2024 này khó khăn trồng chất khó khăn nhá đây những cây vải lộc ba đây đủ yếu tố rậm rạp này đấy đủ yếu tố nhá lộc đủ Khoanh trước lá ủ chuyển màu ngả vàng nhưng mà đến thời điểm này là nó vẫn im đấy chưa thấy gì đấy những cây lộc lá nó đủ nó nhìn như vậy đấy năm mới à, chủ yếu à, anh em lên là nói chuyện về cây vải và biến động của nó năm 2024 thôi nó nền kinh tế và anh em làm vườn sẽ rất khó khăn nhá năm 2024 này nó sẽ khó khăn Đấy, các bác đừng có nói bảo là câu là người ta đã có tiền rồi. Người ta không 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 đắn đo về mấy cây vải, các bác đừng có nói như vậy nhá. Nói thật đi, anh em tôi làm vườn đấy, người nhà nông như anh em làm vườn. Nếu mà không có cây vải đấy đi làm phụ vữa phụ hồ ấy không đủ ăn đâu, không đủ không 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 đủ đủ vào đút vào miệng ăn đâu cả nhà nhà bốn miệng miệng ăn thì các con bé đi học nữa thì cả nhà đi làm phụ vữa ấy. thì lương tháng này giỏi lắm được bảy tám triệu làm gì đủ ăn cả nhà không đủ ăn nhá trông chờ vào cây vải nhất là cây vải cây vải mà năm năm nào mà cây vải mất mùa là năm đấy là kinh tế của anh em làm vườn là sụp nhá sụp sụp đổ luôn đấy lại phải đợi đến uh, 2025 nhá cả nhà nha Anh em lại phải đợi đến 2025 Mà sang 2025 ấy Mà nó đã được mùa như kiểu như 2023 Quả nó lại rẻ Đấy Thì là anh em không bao giờ gỡ được Làm vải này không bao giờ gỡ được cả nhà Đấy Năm nay anh em nào được ấy thì gỡ được Còn uh, Như năm 2019 ấy các bác biết rồi Nhiều anh em gỡ được lắm có 3 4 tấn thôi, cứ kiếm hơn trăm, 200 rồi. Đấy, gỡ rất nhanh. Từ qua 2020 đấy thì là giá vải nó cũng vẫn đắt. Nhưng mà nó không được cái giá 4 50 000 60 000 nữa. Nó chỉ được khoảng độ tầm 2 năm, 28, 30 thế này. Nhưng mà không phải là vải nào nó cũng được giá như vậy, cả nhà phải hiểu như Như vậy nhá. Không phải là vải nhà nào nó cũng được như vậy đâu. Người ta bán là hai năm ba mươi nghìn nhưng mà có nhiều bác nó là đã bán là sáu bảy nghìn rồi đấy cả nhà phải hiểu như vậy bán sáu bảy nghìn thôi đấy như năm nay vải tràm nữa em nói với các bác vải tràm năm nay sẽ có giá này đừng có như năm ngoái là, 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 là vải chỉ tràm một tí là người ta lấy năm nay mà vải tràm bán không khéo là ba bốn mươi nghìn là chuyện bình thường năm nay nếu mà vải tràm vẫn có giá nhá cả nhà nhá và chả vẫn có giá em nghĩ năm nay là nó phải ba bốn mươi nghìn nếu mà dân lục ngạn nhiều anh em làm vườn đã mất trắng đã không có vải ăn nhé cả nhà nhé đừng có nói khu khác có vải ăn đâu ở khu khu đất vải mà nhà còn không có vải mà ăn đừng có nói chỗ khác đấy cả nhà phải hiểu như vậy nhiều vườn nhiều anh em mà đến thời điểm này là là mất trắng đấy nói tóm lại là mất trắng nhá không được quả nào đâu không ra Cộng Hòa nào, cả nhà phải hiểu như vậy. Đấy, video nhằm mục đích video của em hôm nay là lên tâm sự đầu năm mới. Là video của em quay nó hơi lâu. Thì cả nhà chỉ yếu là vào là uh, giao lưu và nói chuyện đầu năm mới. Thì uh, cuối video thì em cũng xin chúc uh, cả nhà một năm mới thật là mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Và một năm mới uh, an khang thịnh vượng thì anh em mà đã theo dõi kênh của em thì em sẽ rất chi là cảm ơn anh em và anh em hãy ấn à, chịu khó ấn like cho em và đăng ký kênh những bác nào mà chưa đăng ký kênh mà bác hãy đăng ký kênh và ủng hộ em nhá em sẽ cập nhật thường xuyên về nói chuyện về cây vải và em sẽ đi những cái phương hướng mà sẽ dẫn dắt anh em làm vườn đi những cái phương hướng thật là mới mà nó hiệu quả hơn kể cả đi về làm tỉ tót này là làm vải trong thân trong tán này là nó đủ nhiều yếu tố để có hoa có quả đậu và yếu tố thứ hai là về quy trình bón phân Đấy, quy trình bón phân à, nó sẽ bón theo công thức như thế nào để làm những cái quả vải mà nó đủ đạt chất lượng. Đấy. Thứ hai về bón phân và thứ ba về khâu phun thuốc là khâu thứ ba là cũng rất chi là quan trọng. Đấy. Quan trọng là khi mà được mua mà quan trọng là được cái phun ấy, được cái mẫu mã đẹp, quả vải đẹp thì nó sẽ đi bán nó sẽ chất lượng. Đấy như năm nay mà nó đã mất như vậy Ví dụ như cây vải à, uh, tràm các kiểu đi Nó sẽ được uh, 30.000, 40 000 đi Nhưng mà những cái vải đẹp người ta sẽ bán có thể là 6 70 000 Là một thồ người ta là được khá, khá tiền nhá Đấy cả nhà phải hiểu như vậy Là năm nay cũng sẽ rất chỉ là khó khăn nhá cả nhà nhá Đấy khó khăn rồi Năm nay thật sự là khó khăn nhá Sang 2024 thật sự là khó khăn Đối với anh em làm vườn gọi là đối với anh em làm vườn thôi đấy em video của em là dài rồi nói chung là rất dài rồi em vẫn còn muốn tâm sự nữa nhưng mà để video sau nhá thì em xin uh, chào cả nhà xin chúc uh, cả nhà uh, năm mới thật uh, thật nhiều ý nghĩa nha rồi em uh, xin được chào cả nhà